Hello, xin chào tất cả các anh em đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép. Để mà chúng ta làm sản xuất thì nó vô cùng khó khăn anh chị ạ. Đặc biệt ở trong cái giai đoạn này thì máy móc thiết bị người ta phá sản, người ta bán lại rất là nhiều luôn. Đúng là cái mùa này đúng là kinh tế nó vô cùng khó khăn, suy thoái rồi tất cả. Nói chung là các địa điểm mà du lịch thì nó cũng ảnh hưởng, gần như là Sài Gòn mà các mặt bằng người ta trả rất là nhiều thì kinh doanh nó khó khăn quá ấy. Thì người ta chọn nó là bỏ buông không làm nữa. Còn riêng em anh thì lại tiếp tục đầu tư trang bị thiết bị máy móc, các kho bãi xưởng để mà test rất là nhiều hàng hóa để mà làm ra được một đôi dép thành phẩm thì đúng là không phải là cái chuyện nó đơn giản đâu anh chị ạ. Nó vô cùng là khó khăn luôn. Máy móc về cực kỳ là nhiều. Ngày nào hầu như là ngày nào cũng phải về. Thì các kho thì chúng ta nếu như mà hàng của anh chị mà nhiều chúng ta nên chia kho ra. Và nếu như mà anh chị mà nào mà đang mà kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực thời trang thì chúng ta nên xây dựng các kho hàng để chúng ta test. Là có nghĩa là cái kho đấy chỉ dùng để test thôi, không phải là nơi để mà tập trung để mà sản xuất. Thì chúng ta chỉ tạo ra một cái phòng nhỏ để test, giống như kiểu bên Dubai ấy. Thì mọi người sẽ thấy đó là để mà làm được một công trình rất là lớn thì người ta test ở những cái quy mô siêu nhỏ. Còn nếu như quy mô đấy mà thất bại là người ta bỏ luôn. Người ta sẽ làm với cái mô hình khác. Đến khi nào mà thành công ở quy mô nhỏ người ta bắt đầu mới xây dựng ra những cái quy mô lớn hơn. Thì trong lĩnh vực nào cũng thế. Nếu như mà chúng ta bay vào mà chúng ta làm lớn ngay từ đầu thì rất khả năng rất là khó khăn. Để mà ra được mà hàng mà giá rẻ nữa thì thực sự nó là khó khăn vô cùng ở trong ngành dép này luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em anh trong khoảng thời gian vừa qua. Và em anh quyết định lên một bước nữa, đó là sản xuất tất cả các hàng siêu nhẹ, tất cả máy móc thiết bị nhập về hết luôn. Nhập về hết làm Eva siêu nhẹ. Tại vì hàng nó phù hợp với xu thế anh chị ạ. Còn những cái mặt hàng kia thì nó lại cũng bán số lượng nhiều, nhưng mà đôi khi mình cũng phải trăn trở và suy nghĩ về khách hàng. Người ta mong muốn có những cái sản phẩm chất lượng cao hơn, đáp ứng cái nhu cầu người ta. Giờ là người ta thích mang là mặc dép nó phải đẹp, nhiều mẫu mã, phong cách thì mới được anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.